Chương trình A Plus Got Talent là một chương trình rất chất lượng, là nơi mà các bạn học sinh có thể hiện rất rất nhiều tài năng ngoài học việc học tiếng Anh. Và với cái chất lượng thí sinh của năm nay thì mặc dù là cái số lượng thí sinh đang tham gia đăng ký tiết mục dự thi ở vòng loại không nhiều như năm trước, nhưng mà chất lượng của tiết mục rất là tốt. Chúng ta thấy những cái gương mặt rất là thân quen như Susu, bạn Tom. Chắc các bạn còn nhớ là Tom là thí sinh rất là nổi tiếng đúng không ạ? Và chúng ta cũng chờ đón cái sự thể hiện của Tom như thế nào ở vòng sau. Và ngoài ra thì có rất nhiều gương mặt cũ của năm ngoái như Snow White, Kitty có tham gia cái phần phụ họa, và rất nhiều thí sinh, những gương mặt mới thể hiện trong năm nay. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để các bạn thể hiện tỏa sáng trong sân khấu của vòng bán kết. Và hy vọng rằng tất cả các cơ sở khác, tất cả các chi nhánh khác trong hệ thống A Plus, chúng ta sẽ có rất rất nhiều tiết mục chất lượng và chúng ta sẽ có một cái chương trình rất thành công. Students for this year's A Plus Got Talent are very enthusiastic and very ready to show their talents and their skills. So I'm inviting everyone to please join and see our talented students of A Plus as they showcase their talents in A Plus Got Talent. See you!